Đối với một bộ sút may đo thì chúng tôi sẽ căn cứ vào mục đích sử dụng của khách hàng để mà lựa chọn cái loại vải và màu sắc vải sao cho phù hợp nhất. Ở lần gặp gỡ đầu tiên thì chúng tôi sẽ tư vấn và giúp khách hàng lựa chọn cái vải, màu sắc và kiểu dáng bộ sút. Tiếp theo là chúng tôi sẽ lấy số đo cho khách hàng và hẹn khách hàng những cái buổi fitting tiếp theo. Fitting đầu tiên thì chúng tôi sẽ khoác cho người khách hàng một cái áo mới chỉ được xử lý sơ qua để căn chỉnh chiều dài, chiều rộng của áo. Ở buổi fitting thứ hai thì chiếc áo gần như đã hoàn thiện, chỉ còn khuy và khuyết chưa được thùa, để nếu mà trong trường hợp có những cái vấn đề cần sửa chữa thì thợ của chúng tôi sẽ dễ dàng sửa chữa hơn. Và ở lần gặp gỡ cuối cùng thì khách hàng sẽ có được bộ sản phẩm hoàn thiện.